bà xuống đây tại chỗ nó không đi anh chàng ấy trong bà hai vì ở bán mấy đại tự tại miền stock cho những mơ cả lỡ à tái cú sắm tôi cho bán qua số bốn là lấy con độc hiếp xong cho mùi đang đặt lên làn chắc là phê đó ba cứ là ba cục phí này mình là ba xin thế ba cục phí dương mong kê thôi máu nó bấy bán tờ lại thu chẳng là ba nít lại buôn rồi hà thế thu chiêng là ba xin đo từ chất trăm rồi là chẳng như chụp này bán trá hay dương mưa sập hiếp bên này tờ lãng tới cứ chi mình chưa khóc nên mà thì mà tại tôi tới vỏ cục phí cả lời vì mình sát mà rồi thì vỏ xin thế sạch cho ấy còn khó khăn đi đấy và phê ní vì sạch mạch là vì một hệ đã xin vì sạch cho sắp tương tự còn tại vì mưa chùm ngái đây nói sắp hiệp mơ này dương tàu lãng lưu lan to luôn chỉ cùng rồi bông phong mơ đi bà cứ xong đài vậy tử sát đôi đồng ba mình chạy được ba xin mạng thế còn hai dương phở ní vì xong chạy lối chùm bông phong này trong xeo thẳng ca mà hay giờ phải đi đáy nhưng mưa trắng đi bà cứ đã thức đối xin chứ tiền trương tiền sắp của bạn trang cứ đối xin chứ ở khóc lên thế tùm hôm tùm rống mà phải bay những thời gian sáng trang chứ cũng phải vì bỏ cục phí mà phải vì nó miền bài nhà chẳng ở đây xong bây giờ ca đã chưa có lối xin này nhưng miền để chương kịp thẳng nông hay là đi xong bây giờ lại đã nè nè nhưng mà đi lối xin chứ cứ miên hồn cha ta mất thời mới lan mà amen ca đã châu với mất amen ca cắt ca co đừng có ca swan ấy để thôi ba pho thống lan đấy biết mà sao chứ là mà phải pi ngay mà phải pi thử ca cắt thống thử ca swan đấy chứ nào hay miên bảnh ha bị đã khúc đại anh tới anh đang mà phải đi ở đây amen bảnh ha đấy tôi bây đã bỏ đi cái đó nhưng đã khúc có sự hiệp để xa nữa đi vào xin chẳng bà sao phải đã khúc nhưng thời mới chưa hồn niệm hồn sai niệm chẳng ở bên bàn nhà ha ta lơ ca đã khóc ta lơ tiền ta đi ơi hay một phen đi dương phở đó vừa trong thời gian can chín năm ta nghe ta na thì trong một vòng vòng thời ca đọc ba xong mà thấy bay chỉ một lần pha cũng pì và chẹt mình bỏ xỉn đấy nè ta lấy mua rồi ha xong là ai chạy tơ một khang tìm kha bạn bạn ở quần trần.